Chào mọi người, Thái lại xuất hiện rồi. Chúc cho anh em buổi chiều năng lượng và lúc nào cũng mát mẻ nha mọi người ha. Thì hiện tại là Thái đang có mặt ở đây là thị xã Trảng Bàng thuộc Tây Ninh nha mọi người. Hôm nay thì Thái có mặt ở đây trong ngày mưa bão này, Thái sẽ làm một cái video vô cùng ý nghĩa luôn. Vì sao ý nghĩa? Thì hôm nay Thái sẽ đột nhập vào shop cá cảnh có tên là shop cá cảnh Yến nha mọi người. Thì được những anh em fan của Thái trên YouTube này, Facebook này có nhắn qua Thái nói là anh Thái ơi xuống quay shop cá cảnh của chị đi để giới thiệu cho mọi người, sẵn ủng hộ cho chị với. Tại vì được biết là hoàn cảnh của chị Yến á mọi người rất là khó khăn, không biết là khó khăn như thế nào và chị Yến là ai, có bán những dòng cá cảnh gì. Thì bây giờ là theo chân Thái nhá, sẽ theo cái định vị đột nhập vào khu vực shop cá cảnh của chị Yến Yến. Ok nhá, theo dõi Thái nào mọi người. Hiện tại là theo định vị Thái đã đến được Hòa Hội, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh rồi nha mọi người. Đấy, gần tới được cái định vị mà shop cá cảnh Yến Yến rồi. Tới đó thì Thái sẽ đột nhập vô bất ngờ nha. Chị Yến cũng không biết Thái có là ai đâu và đến bất ngờ như vậy. Để mình sẽ lấy cảm xúc thật của chị Yến nha. Hình như là Thái tới rồi nè. Đó, hình như ở chỗ này phải không ta? Đây, có shop cá nè. Đấy, shop cá cảnh Yến Yến ở đằng đó nha mọi người. Rồi, ok nhá, Thái sẽ ngừng xe ở đây, Thái gửi xe ở đây rồi Thái sẽ đi bộ lại nha mọi người ha. Như vậy là Thái đã đến được gần khu vực shop cá cảnh Yến Yến ở đằng trước rồi nha mọi người. Thái để xe ở đây thì Thái sẽ đi bộ lại. Đó. Trước khi mà xuống đây á, Trảng Bàng Tây Ninh thì Thái có nhắn tin hỏi mua cá lóc của chị Yến Yến. Chị Yến Yến nói là cá lóc thì chỉ có một con, chị bán 350 anh em. Dạ, nói chung là chị Yến cũng không biết Thái là ai đâu. Rồi, Thái sẽ tới khu vực đó nha. Cái này nè thuộc là tổ 12 An Lợi, An Hòa, Trảng Bàng Tây Ninh. Ngay chỗ cái bạc màu cam cam đằng kia. Thái sẽ vào Thái, nói chung là Thái sẽ khảo sát nha. Coi chỉ như thế nào, shop cá ra làm sao và có sự khó khăn gì hay không. Mình cái gì mình cũng phải khảo sát hết mọi người. Hình như là ở đây một cái tấm bảng vựa cá kiển chuyên các loại dụng cụ hồ cá cũng rất là đẹp. Hãy vô luôn nha anh em. Chị Yến không chị? Em có hẹn coi con cá lóc ở đâu? Đi mua cá lóc thì mình phải quay chứ, quay con cá lóc thì nó đẹp không chứ. Đúng rồi. Trời ơi, đi coi cá mua là phải có lòng chứ. Em quay video được đúng không? Không sao mà quay video nói chuyện với chị được không? Được. Mình nói về cá nha. Thì nói về cá thôi, em gắn vô đây chị Yến. Rồi nè, cái con lóc này là hồi sáng nhắn em gửi nè, đã con. Nó chui trong này hả? Đúng rồi. Để con lóc này nó tên gì? Lóc vảy rồng vàng. Lóc vảy rồng vàng. Dạ. Tại sao nguyên cái shop bự như vậy có một con cá lóc vậy? Dạ. Cái này hả? Sao mà cười? Thì có loại nào bán loại đó. Mà tại vì cái hồ á nè, anh quay ngang nó đẹp lắm. Là con này bán nhiêu tiền? Con này là bán 350. 350. Bán có một giá thôi. Zalo sen hả? Cái này phải con Zalo không mẹ? Cái đó là mẹ hả? Đó là cô ba. Cô ba. Là chỉ biết kêu nó là con vảy rồng thôi à. Con vảy rồng vàng.
là chỉ có một con đó, với lại hồ thì mỗi hồ có được vài con. Thôi bây giờ em xin giới thiệu với chị nè, bắt tay chị cái, em là Thái Salem Vlog nha. Biết em không? Cười quá. Để em đến đây em sẽ coi cái tiệm cá của mình như thế nào, để em quay cho mọi người xem. Tới đây ủng hộ cho chị, sẵn em sẽ đi mua cá lóc. Ủa mà tới đây bằng gì vậy? Không có thấy em chạy hố, em giục xe muốn cút đằng kia kìa. Ủa em đây lấy lại để lại cho nha. Không sao đâu, không sao đâu, có em để đó, có gửi rồi, không sao cả. Ở đây là mình bán kim tất cả các dòng cá luôn hả hả chị? Chị tên Yến luôn đúng không? Dạ đúng rồi anh, bán tất cả các dòng cá nhưng mà mỗi một loại một ít. Mỗi một loại một ít ha. Nhưng mà sao mà cười hoài quá, bất ngờ không biết nói sao. Thì cứ nói thiệt đi, thì có rất là nhiều anh em muốn em là xuống đây là quay xem khu vực nuôi cá của chị Yến. Vậy hả? Rồi chị Yến bán cá gì nè? Em bán thì cũng nhiều lắm đây. Nhiều lắm hả? Nhưng mà ý là bất ngờ quá, không bất ngờ. Nói không sao. em đi quay thì không có cho ai biết đâu chị. Chị đừng ngại. Nhưng mà em thấy là hình như là mình cũng hay bê lên TikTok mình làm những cái video. Dạ, đúng rồi. Nó như cá đó mà có cái loại nào mà em muốn quay á thì em cũng quay thì ngẫu hứng. Có cái loại nào mới về mà em có bán á thì em quay cái loại đó. Còn như bữa nào mà em có thời gian em đi cắt hồ kiến rồi này kia thì em quay đăng cho vui. Tự cắt hồ kiến luôn? Em đi ra xưởng cắt xong rồi về chồng em chồng dán. Dạ đúng rồi. Rồi là cái số cá này là của chị Yến hay là không của chồng? Phải. Cái chỗ này là của cô Ba. Cô Ba. Mà làm sao mà tự nhiên hai vợ chồng đi bán cá vậy? Chắc là mê cá lúc xưa. Dạ, rồi bán luôn hay cá. Sao? Hồi đó thì cũng nhờ cô Ba mà bán cá. Nhờ cô Ba mà bán cá ha. Thì cô Ba là mẹ của em. Cô Ba là mẹ ha. Tại vì em có một cái sự hiểu lầm nó kéo dài 2 năm mấy 3 năm. Dạ dạ. Nên là tụi em là ra bán riêng á. Rồi okay. Từ lúc mà em gặp biến cố tới giờ á, bắt đầu mới về đây. Mà biến cố là biến cố gì? Cái lúc đó cái chuyện nó tế nhị quá phải không? Cái nào cái chuyện nó dài dữ lắm, rất là dài luôn. Bây giờ mua báo về đọc kể em nghe tới tối phải không? Nếu anh có thời gian thì em kể nghe. Trời ơi. Thôi bây giờ em đi coi cá chứ đi, em sẽ hỏi chị nhiều hơn ha. Chứ khu vực trong đây là hình như là chị bán cá ni ông hả? Có ni ông. Ở đây thì ni ông mình bán ở đây giá cao không chị? Ở đây thì bán 10.000, 12.000. 10.000, 12.000. Dạ. Đây thì có cá sấu. Cá sấu. Cá sấu này là cá sấu quà tiễn á ha. Dạ đúng rồi. Bao nhiêu một con? Sấu đó là bán 170, 180. 170, 180. Còn dưới những cái hồ này là có beta, mấy con gắm ha. Rồi đây có cá chuột ha. Dạ. Rồi đây cũng có cá. Cái hồ này là cái hồ săn mồi to nè. Cái hồ săn mồi to. Đúng rồi. Tại nước nó đục quá nhưng mà còn những con bự lắm ở trong. Rồi bán cá ở đây được bao nhiêu lâu rồi? Chỗ này là mẹ bán cũng lâu rồi, cũng hơn 3 năm. Hơn 3 năm. Tụi em thì bán đằng kia. Bán đằng kia. Nhưng mà lúc mà em gặp biến cố tới giờ là em trả chỗ đó rồi em mới về đây. Rồi biến cố về là bán chung với người ta rồi như thế nào đó rồi mình mới về đây đúng không? Hay là biến cố gì? Không, biến cố là chồng em bị, nói chung là nhiều chuyện xảy ra lắm. Bị cái em gì? Bé nó bệnh nè. Con nay mấy tuổi rồi? Chị có mấy đứa con rồi? Em có 2 đứa, một đứa đã học trường khuyết tật Tây Ninh, còn một đứa thì 4 tuổi đang ngồi chút. Là bị sao khuyết tật chị? Bé chỉ nhìn thấy một bên mắt, mà cái bên đó thì nhìn thấy được có 30% thôi. Còn chồng thì bị gì? Chồng em lúc trước là nó bị làm mủ cái tay nè, xong rồi cái nghĩ là bị mủ thôi, uống thuốc rồi cái nặng ra như mụn vậy đó, nhưng mà không, nó ăn cho tới cái khớp này nè, cái nó sưng lên, cái nó bị kêu bằng gì ta? Em nói em quên rồi. Nó giống như thịt của người chết vậy đó, tím tím vậy đó. Nó bị thối vậy hả? Dạ, cái đi ra bác sĩ chỉ định mổ để nạo á. Rồi. Rồi cái thời gian đó là gặp cái thời gian đó là chồng em đi làm ở công trình không được trả lương nữa. Trời. Cái bắt đầu mọi thứ nó dồn vô có mình em gánh. Cái tiệm cá như thế này bán thì một ngày thu nhập cao không? Ổn không? Thấy được không? Cái tiệm này là của cái mẹ em á. Còn tiệm em có tiệm không? Em dẹp rồi. Em dẹp rồi mọi thứ rồi. Như cái tiệm giày là em chỉ có 5 loại cá để em bán thôi. Còn là cái tiệm của em á hả? Dạ đúng rồi. Là dẹp rồi? Dẹp rồi. Dẹp lâu chưa? Là dẹp từ cái hôm tháng 6.
dẹp nay cũng hơn 2 tháng. Hoặc là hôm tháng 6 rồi ha. Rồi bây giờ là mình trụ không nổi đó rồi mình mới qua đây mình bán cho mẹ thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ em chỉ bán phụ thôi. Rồi mình vẫn kiếm tiền để mình xây sở ha. Đúng rồi, đúng rồi. Thì ra là như vậy. Em đang thuê một cái nhà ở bên Đức Hòa đó. Là sáng em chạy về đây em phụ. Xong rồi cho em bé đi học, chồng em đi làm. Xong rồi cái chiều cái cả gia đình chở nhau đi về bển ngủ nghỉ ở Trời bên. Ơi, tiếc quá ha, tiệm cá mình dẹp rồi, uổng quá ha. Dạ. Nhưng mà cái này thì giống như mình làm cho mẹ thì là mình cũng làm chỉ làm tới tháng cái lương thôi đúng không? Không. Chứ sao? Thì em bán phụ mẹ, thí dụ như em bán con cá đó thì mẹ có lời con cá đó thì mẹ chia cho em. Ví dụ 50 ngàn thì mẹ chia cho em 5 ngàn, 10 ngàn. Rồi cái em đăng em bán thêm rồi vậy đó. Như lúc này em cắt hồ á là mẹ cũng có thể hỗ trợ vốn cho em cắt hồ. Okay. Rồi nhưng mà hồi nãy là Yến có nói là cái tay chồng như vậy bây giờ vẫn còn đi làm được hả? Không, chồng em là bây giờ hiện tại là lành rồi. Lành rồi. Hơn 2 tháng nay là cũng lành rồi, cũng đi làm được rồi. Dạ, là hai em cũng đang nhẹ. Nói chung là giờ mình cũng đỡ được hơn một chút xíu phải không? Dạ. Thì nghe là chắc là trên anh em fan ở trên TikTok nói là trời ơi, chị Yến là bán cá đam mê lắm. Nhưng mà bây đúng giờ rồi. Là bán mà kiểu bây giờ là nhiều khi mình cũng không có đủ về cái vốn để mình bán được. Mà đâu có biết là dẹp tiệm đâu. Em thì bây giờ em đang ấp ủ em mở lại. Nhưng mà hiện tại thì em chưa mở được, đi từ từ lại. Chưa có tiền phải không? Để em mướn cái nhà ở bên Đức Hòa nó rẻ. Bao nhiêu một tháng? Có 2 triệu à. Là cũng nhờ một cái bạn ăn nhăn giúp em á. Xong rồi cái là em muốn sau này em mở tiệm cá ở bển luôn. Tại vì ở bển chưa có tiệm cá. Nên giờ em đang làm lại từ từ. Ok, hy vọng là em sẽ làm lại. Tại vì đam mê cá mà thì ra là cũng muốn mình tự làm chủ và tự mình mở được cái cửa hàng riêng cho mình á. Cũng bất ngờ anh em thấy anh cầm cái điện thoại quay cũng bất ngờ. Không, tại vì anh đi quay cá là không có báo trước cho ai, đa số là như vậy. Mình đi coi cá chút xíu nữa đi rồi mình sẽ tâm sự nữa ha. Bên shop của mẹ thì là anh thấy là nhiều á Yến ha. Dạ nhiều, mẹ em là không. Này là này thấy có cá nàng hai này, hồ nhiều thôi, cá cũng ít hả? Dạ đúng rồi, hồ nhiều. Đa số là hồ nhiều nhưng mà vài con trong một hồ thôi đúng không? Dạ. Đây là bảy màu. Đây là hạt đỉnh hồng hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là cũng có mấy cái shop cho mình gói đầu về những con cá này cũng được phải không? Dạ đúng rồi. Ví dụ như gon này, guppy gon này bán bao nhiêu con cặp? Cái này là đang bán 20 ngàn. 20 ngàn. Rồi ở đây là cái này là 25 ngàn. 25 ngàn. Cái này cũng 20 luôn. Đây là tay bôi á, đừng bô rồi. Dạ. Là tiêm mà. Rồi phía sau này là cái gì? Cái này là song kiếm nè. Mình rộng kiểu dày luôn hả? Dạ đúng rồi. Ồ kiểu dân giả luôn hả? Hồi lúc đó là làm bạc nhiều lắm, chưa lên hồ, đau hồn mới lên sau này thôi. Rồi ra ngoài này là cái gì ngoài này? Đây là đựng rong á, bèo á, gầy rong bèo ha. Dạ. Trời ơi, rất là nhìn rất là chiêu luôn trong cái chậu. Trong cái ống cống chứ. Cái ống cống. Rồi trong đây có cá không? Có một hai con. Sao chậu hồ. Chậu hồ quá trời luôn mà có vài con thôi vậy hả? Dạ đúng rồi. Ở đây hồ cũng quá trời luôn mà cũng hồi lúc trước á là cũng gầy đây nè. Xong rồi cái không làm được, không có vốn. Mẹ không làm nổi phải không? Dạ đúng rồi. Dạ là truyền thống là mẹ cũng đam mê cá nữa hả? Là mẹ truyền cho em á. Là mẹ truyền ha. Dạ. Trời ơi, vậy là mẹ cũng là chắc là lâu đời lắm rồi đúng không Yến? Dạ lâu rồi, mẹ mê cá lắm. Yến nào bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. Nhỏ không thấy nhiều anh em nhỉ? Dạ. Thấy già rồi. Đây cũng có nè, những cái hồ lót bạc này, có cá chép này. Dạ. Rồi bên này. Bên này hiện tại là thả mấy con tai tượng thịt á, tai tượng nuôi thịt á. Thả nuôi chay. Để ăn thịt hay là dạ, để đúng rồi. Nuôi thì nuôi cho vui. Ở trong đây có một hai con à, không có nhiều. Trời, cái nhà này là nhà mình hay mình thuê luôn chứ? Cái chỗ này là của ba mẹ em á. Của ba mẹ. Dạ. Rồi đây nữa nè. Rong nhiều lắm. Nuôi rong. Ở đây dục lũa với lại chơi lục bình luôn hả? Dạ. Mà trong đây thì cũng chỉ có mấy con mà nuôi ăn thịt. Mấy cái hồ này nếu mà mình có điều kiện mình lấy cá về mình rộng mình nuôi lên mình ép xây lên mình đem ra tiệm mình bán cũng ok lắm ấy. Dạ. Rồi ở trên này cũng có rất là nhiều hồ anh em mà cá thì chỉ leo que thôi mọi người.
một cái hồ bự như thế này là thấy là chỉ có 3-4 con tây tượng châu Phi. Đúng rồi, cái tây tượng châu Phi đi bao nhiêu? Con này là đang bán là 80.000, con màu đen là mình cũng đang bán 80 luôn. Con màu đen nó bự hơn nhưng mà Afro thì nó mắc hơn. Ủa nhưng mà sao nguyên cái shop như vậy mà không bán cá lóc, mà anh hỏi em, nhắn tin anh hỏi em chỉ có một con cá lóc thôi vậy? Đây, em cũng muốn bán nhưng mà em không có điều kiện nhiều. Em cũng đang tìm hiểu. À đang tìm hiểu cá lóc thôi. Thường em bán cá lóc bông nè, vây xanh mà vây xanh Việt Nam á, thường á. Rồi còn mấy con này là tại mẹ mê á, mẹ lấy về bán một con hai con. Mẹ lấy về ha. Không có lấy nhiều. Ở đây đi người ta giao cá hay là tự đi lấy cá? Đây là mình có trại, người ta gửi xe về cái mình chở. Người ta gửi xe về lấy ha. Đó, cái khúc sâu là như vậy anh em ha. Rộng lắm nha mọi người. Hồ quá trời luôn mà chị lưa thưa chỉ cá thịt với bài cá thôi. Ở đây cũng hồ nhiều lắm nhưng mà có hồ cá vàng nè, cũng lưa thưa thôi. Và nguyên cái shop như thế này đúng có một con cá lóc thôi. Dạ, Yến dẫn lên trên anh quay cho mọi người xem được không? Ở đây là ba cái thức ăn ha. Đây ha, đó là bé gái bé con á hả? Dạ đúng rồi, con gái mới đi học về. À. Rồi đây là chép. Đây là chép coi nè. Ít là không có nhiều, cứ vài con vậy. Đây là bán con luôn á hả? Dạ đúng, bán ký nó rẻ hơn bán con. À bán ký ha. Dạ. Rồi ở đây thì có cái mấy cái chậu. Này là muli sọt nè. Muli hả? Dạ, muli sọt đen. Này bao nhiêu tiền con? Này đang bán là 7.000. 7.000. Dạ. Rồi hồ rất là nhiều ra tới ngoài đó luôn ta. Đây cũng có cái băng đa nè. Hình như là ở cái shop cũ của mình là đâu có, cũng hồ nhiều lắm mà cũng đâu có cá đâu đúng không? Không, ở shop cũ là không có hồ luôn. Ở shop cũ là bữa đó em chỉ còn có khoảng 7-8 cái hồ thôi. Mà hồ với nước không ạ? À? Hồ với nước không ạ? Dạ. Là cái dạo đó nó thuê trả rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Hồi trước cái thuê con này là không? Con Thiên Thâm. Hồi đó em thuê là, cái lúc đầu thuê là 3.500.000 lên 4.500.000 là em hết gồng nổi. Nhiều chuyện cũng xảy ra đó, hết gồng nổi. Đây là cá sọc ngựa. Sọc ngựa. Này bao nhiêu tiền? Sọc ngựa em đang bán là 40.000. Này là cá mồi. Còn đằng trước này cũng có cá betta hả? Dạ đúng rồi. Ở cái khu vực này đường nó vắng như vậy, anh em chơi cá nhiều không biết? Hình như ít lắm đúng không? Dạ nhiều. Biết sao không? Em ở khúc trên này em có trường học. Ra ngoài này em có trường học, rồi có khu công nghiệp Thành Công nữa. Là tất cả công nhân với khách ở đây là toàn là tiệm em không á. Thì ra là vậy. Dạ. Khách thương lắm, ghé ủng hộ hoài à. Có cái nào thì ủng hộ cái đó. Có nào ủng hộ này, cá vàng á. Dạ. Này bao nhiêu tiền? Cái này đang bán 25.000 con. Chủ yếu là ở đây là mẹ với Yến bán cho học sinh là đa số hay. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cá thường không có cá mắc tiền nhiều, chỉ có cá vài ngàn vậy đó. Nuôi trong bán trong những cái chậu này là ai mua cái này bóp lên hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhìn rất là đẹp luôn anh em. Cái cá này nè, hiện tại là của cái em mà đi bộ đội về rồi á. Bữa đó em nhắn tin cho em á, anh gửi cho em đang bán á. Có nghĩa là ai mà nuôi ở nhà nhiều quá mà muốn bán bớt thì đem ra đây cho Yến bán ha. Đây cũng có xì can này. Dạ đúng rồi. Đây cũng hồ rất là nhiều nhưng mà cá ít. Beta này nè, có Hét Môn này. Hét Môn thì bán bao nhiêu con Yến? Cái này có 25.000 con à. Có 25.000 con thôi á. Hôm bữa em đánh mã số để em like trên TikTok á. Là em đủ điều kiện để like rồi á. Em phát like lên, cái điện thoại của em nó hú không à, không like được. Chứ em bữa đó em có like thử á. Mọi người cũng ủng hộ em nhiều. Trời ơi, giỏi như. Rồi đây là mẹ bán thêm cái gì? Mẹ em bán cháo sườn hạt sen với gà nát tiệm thuốc bắc. Tại vì mẹ em ngại lên hình á. Mẹ mắc cỡ. Thời buổi này thì nói chung là về truyền thông thì là mình phải buôn bán gì đó, mình cũng phải về truyền thông mình phải lên một chút xíu để mình có mình bán được. Mẹ em không có biết nhiều về cái đó. Cái này là chép sư tử. Bao nhiêu tiền? Cái này hiện tại là bán là 450 một con. Mà bốn con này nó ở đây cũng khá lâu. Có con cá lóc yellow sen không mà kêu nuôi từ nhỏ xíu như vậy. Hỏi tiệm có cá lóc không, kêu đúng có một con thôi. Có một con thôi. Trời ơi. Nhưng mấy bạn vô hỏi em cá lóc cũng nhiều lắm. Nhưng mà em chưa có phát triển về cái dòng đó. Rồi. Đấy, nói chung là tiệm cá thì rất là bự ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh này.
nhưng mà bán thì nói chung là anh thấy chậm á. Này ba cái đá nó đóng bụi tùm lum này, đúng rồi, đóng bụi nhiều là bán cái đá đã mẹ bán. Bên đây đã chậm rồi mà lúc cái tiệm cá em còn chậm hơn nữa Hiền. Lúc đó là tại vì em không còn vốn để lấy cá đó nên là em mới là em lúc đó là em phải buông, em phải buông ra. Chứ em like TikTok với lại em buôn bán TikTok không ổn hả? Mọi người không ủng hộ em hay sao? Em mới được like TikTok là hôm cuối tuần vừa rồi là em mới được đủ điều kiện để like. Mà em phát like lên cái điện thoại em nó hú không? Trời kiểu như cái lo nó hư á. Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mà chị chỉ mong là làm ở đây đỡ để ổn định cuộc sống, mà mong mà có ok có tiền nữa là chắc là phải làm này chắc kiếm mặt bằng rồi chơi lại phải không? Dạ, dễ rồi, gì chứ dễ gì. Em không bỏ đâu. Này giống như là cầm cự hay Yến nha. Để em vượt qua khúc này. Ừ. Thôi bây giờ lại em kiếm cái gì, cái xô cái gì em vớt con cá lóc ra anh xem được không? Dạ được. Ok, chắc thấy xem con cá lóc nha mọi người. Để lấy cái xô. Mà em sợ vớt ra nó nhảy quá. Hả? Sợ nó nhảy hả? Dạ. Cho nó vô bọc luôn ha anh. Cho nó vớt ra xô chứ đi. Anh xem cái. Dạ. Rồi. Anh cầm em, bọc em cho. Đi bên đây nè, em đi. Cá lóc bên này ha. Ngoài này cũng toàn là cá vàng với là cái cánh bườm cũng có nè anh em. Nhá. Đây thì như là cá la hán bột hay sao? Kim cương đỏ. Kim cương sao á không thấy rõ. Đây là con cá lóc này. Vảy rồng vàng. Biết con gì không? Em chỉ biết nó là vảy rồng vàng thôi à. Em chưa có đi sâu vô cái dòng này á. Mốt đi sâu vô. Dạ. Rồi. Đây nè. Dạ. Để đây ha. Dạ. Đó, cá lóc vảy rồng ấy mà cỡ này thì nó chưa được cái vảy nào hết nhưng mà khá là cũng được rồi anh em. Dạ. Rồi sao nó giống cá lóc đồng mình vậy? Em cũng không phải chắc tại em vớt ra nó. Nhưng mà đẹp đó, kệ đi. Là 350 hả? Là dạ 350 đúng rồi, hả? Là bán 350. Là nuôi lúc đó chắc nhiêu đây quá. Không, em đem về làm rộng lâu lắm á. Này là của em lấy hay mẹ lấy? Của mẹ lấy. Mẹ lấy. Trời ơi, là lấy về có đúng con thôi hả? Dạ đúng rồi, có một con. Nhưng không, cái lúc đó là có cá lóc bông thường á, bán mười mấy nghìn con á. Có lóc bông đó nữa. Cái kia thì dễ bán hơn cái này. Còn cái này hơi chậm. Là con bán, này bán, nó... bán gì 350 có bớt không? Có tiền xa Sài Gòn xuống mua có bớt không? Thì giờ anh cho em 300 thôi. Cho hả? Dạ anh cho em 300 thôi. Trời dạ, đất thiệt. Dạ, muốn bớt thêm nữa thì thôi bây giờ hỏi. Nếu mà tưởng đâu là shop em thì anh qua anh sẽ mua thêm nhiều cá nữa. Dạ. Hy vọng là như vậy mà. Tính là có dự tính khi nào mở cái tiệm cá không? Có chứ, lúc nào cũng đam mê, lúc nào cũng ấp ủ hết á. Vậy hả? Cách đây lúc mà hôm Chủ nhật em với chồng em chạy một vòng mé bên cái nhà em mướn á. Em kiếm một cái chỗ ở bển cũng gần chợ, gần trường học luôn. Nhưng mà kiếm một cái chỗ thì nó cũng hơi khó. Dạ. Giờ mình có sẵn đồ nghề cũ hết rồi, mình dọn ra thôi đúng không? Không, bây giờ mà dọn ra là em phải làm lại. Làm lại. Em phải nhờ mấy anh cho bán cho em lại mấy cái hồ thanh lý á. Nhờ mấy anh em ở trên Đồng Ngư á, ở trên này. Đó là mẹ truyền nghề, nhưng mà mẹ truyền nghề lúc đó là mình có đam mê không? Hay là thấy mẹ làm rồi bắt đầu cái mình làm, cái mình mở cái mê cá đó giờ? Cái này là cái năm mà em 11 tuổi á. Trời, vậy là hả? Mẹ đi làm xí nghiệp xong rồi mẹ lấy vài con cá về nhà cho em bán. Rồi cái lúc đó em mê. Em bán cái lúc đó con nít nó lại nhà em đông lắm. Là một đứa nào cũng mê hết á. Là năm 11 tuổi mà năm nay là em 31 tuổi. 20 năm. Dạ. 20 năm rồi mọi người. 20 năm mà chưa có cái thành quả nào hết trơn. Từ từ cố gắng đi. Anh đi quay mà mòn mấy đôi dài rồi còn chưa có thành quả mà. Mà cái lúc anh nói anh xuống đây xem em xuống xem cá trực tiếp á. Thì anh cứ nhắn lại có cá lóc không? Có, dạ. Anh kêu anh xuống anh xem thế thôi. Em suy nghĩ. Em suy nghĩ ở Sài Gòn cũng có cá mà anh xuống đây là chắc anh cũng muốn ủng hộ em. Đó. Thì em chỉ nghĩ vậy thôi à. Chứ em không. Hôm nay anh xuống đây thì nói chung là cũng có nhiều người gửi anh mua lắm. Dạ. Nhưng mà để anh chọn cá lóc trước đã. Dạ. Giờ đóng bịch vô đi. Dạ. Trời ơi, đây ha. 290 bớt không? Dạ bớt luôn. Bớt nhưng mà ra mẹ cái này chửi. Thì nói thiệt tình là nếu mà tặng anh thì em không tặng được nhưng mà thôi thôi đừng tặng được. Đâu phải của mình đâu mà tặng. Sao anh tặng anh nào. Trời ơi. Rồi. Em cũng có gửi cá cho mấy anh chị mà ủng hộ em á. Em gửi đi Sài Gòn rồi em gửi đi miền Tây luôn. Vậy ha. Dạ.
Hello con. Hello con nhé. Đây nè mọi người, con cá lóc này. Này chắc là yellow sen. Nó nhạt nhách luôn. Dạ. Nó mắc màu luôn rồi. Ừ. Chắc em bắt nó sợ á. Ừ. Đây mọi người. Rồi. Thôi, thấy tính tiền nha anh em. Điếm gì nhiều dữ hả? Điếm nhiều lắm em. 2 3 4. Ủa gì kỳ ta. Rồi. Thôi trả đủ trả đi thôi nha. Trả gửi em này. Điếm lại đi, xong rồi anh sẽ nói cho em cái tiền này ở đâu mà em có nha. Ok chưa? Dạ. À, con cá này có gì là trả vốn lại cho mẹ. Còn cái tiền này ở đâu có thì anh sẽ nói. Ok hả? Thôi anh nói. Không, không 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 không. Em cứ điếm lại cho anh cái phần này giúp anh cái đi rồi anh điếm sẽ hả? Là 3.6 triệu. 3.6 triệu. Dạ. Bây giờ là anh mua con cá này 3.6 triệu nha. Ok nha, anh gửi cho em dễ xử. Giờ bán 300 không mua, mua 3.6 triệu. Nhưng okay mà chưa? Em nhiều quá em... Không, cái này không phải là của riêng một mình anh đâu. Nên nói chung là của rất là nhiều người. Xuống đây là anh đại diện xuống đây để mua cá cho em á nha. Nhưng mà cá nhiều quá thì anh cũng không có rinh về được. Anh gửi cho em có gì rất là nhiều anh em hy vọng là anh tới đây, anh cũng hy vọng là em sẽ mở lại tìm cá đây để tiếp tục đam mê của mình đó Yến nha. Thì để anh đọc sơ cái cho em biết ha. Thì anh cũng rất là nhiều những cô chú anh chị khen rất là nhiều, nên anh cũng theo lời yêu cầu anh xuống đây, hy vọng là sẽ mang đến cái niềm vui nho nhỏ cho em nha. Ok Yến nha. Đừng có ngại đâu, có gì sao đâu em bất ngờ nha. Không có sao hết á. Để Thái xem lại danh sách, cái Thái đọc lại cho bạn Yến biết nha mọi người ha. Ở đây ha. Ở đây là số 1 thì Thái sẽ đọc những anh em mà gửi tiền cho Thái xuống đây để mua cá. Thì có bạn Vinh Nguyên Tử nè, chài chim chào màu đột biến ở Tiền Giang gửi cho em là 300 nè để mua cá, gửi anh đi mua cá nha. Rồi có bạn Sớp Cá Rồng Hạnh Nguyên ở Tây Ninh này luôn, gửi cho em 200 ha. Rồi có anh Tommy Hiếu Nguyễn ở quận 10 gửi cho em 500 nè. Rồi có Gaga Ô Tô Anh Tỷ ở Bình Tân gửi cho em 300. Rồi có bạn Trang Trang bán tép cảnh ở Tân Bình gửi em 200. Có cá cảnh Phước Lộc ở Bình Tân gửi em 200 này. Nói chung là tất cả những anh em mà đam mê cá cảnh đều ủng hộ em để tạo động lực cho em. Em hiểu không? Yeah. Nên mình cứ bình thường đi, không sao nha. Rồi có một chị VNK Shop, chị Vi ở quận 6 gửi em 200 này. Kẻ buôn táo bán điện thoại, sửa điện thoại ở Bình Thạnh gửi em 200. Chú Hòa Vũ Minh 72 tuổi đam mê cá cảnh ở Bình Thạnh gửi em 500 nữa nha. Rồi chị Thanh, người đam mê cá cảnh ở Gò Vấp gửi em 500. Và shop cá lóc cảnh Nguyễn Khởi My ở quận 7 gửi em 500 nữa. Là đúng à. Rồi, anh xuống đây là anh đại diện mọi người, anh xuống đây anh mua cá đó. Anh mua một lần một mà anh mua đúng một con thôi. Ok chưa? Nói chung là đừng có ngại gì hết. Ở đây là nói tạo động lực cho mình có thể mình vượt qua những cái khó khăn để mình phát triển lại cái môn cá cảnh, cái số cá cảnh của mình á. Dạ. Cái gì mình gửi mẹ về cái tiền vốn 300 cho con cá cho mẹ đi. Dạ. Rồi mình giữ đó 3.3 triệu ở đó ha. Có gì mình kiếm được cái bằng mình cũng có thể là xây sở mình trả được cái tiền mặt bằng thế chân đầu tiên để mình vô, đúng không Yến nhỉ? Đúng không? Dạ, em cảm ơn anh. Trời. Hồi nãy anh vô là bất ngờ lắm. Nói chung là anh bất ngờ lắm. Anh tức ở lúc ẩn lúc hiện ghê lắm em. Em thấy anh cầm cái điện thoại. Và em không nghĩ là anh đi quay em vậy. Trời, mà vậy nhân đây thì em cảm ơn anh. Thấy em anh... cũng cảm ơn các anh chị, cô chú đã hỗ trợ và giúp đỡ cho Yến. Nói chung là như vậy này, anh cũng gửi lời từ những cô chú anh chị mà về cá cảnh ha, về tất cả các môn luôn. Thì cũng hy vọng là những anh em mà đam mê cá cảnh, những anh em mà chủ buôn bán cá cảnh này sẽ có nhiều cái động lực thật là lớn để duy trì và phát triển cái ngành cá mình á, ngành cá Việt Nam mình ngày một đi lên hơn nữa nè. Tại vì thật sự ra cá cảnh, nghề cá cảnh này buôn bán nó rất là cực. Khi mà anh em chủ lại được á, anh em mà đi với nó thì rất là mệt. Họ cũng muốn là cho em vượt qua những cái khó khăn như vậy để có thể là em phát triển được hay hơn nữa. Tại vì ở khu vực Tây Ninh này với một cái đường nhỏ như thế này thì bán cá rất là khó. Không, anh nghĩ là như vậy. Dạ. Thì anh cũng gửi lời của tất cả mọi người đến với em này, với gia đình của em, thì chúc cho em
có sức khỏe cùng với gia đình của mình ha. Và mình tin cái gì, mình cố gắng làm cái gì, mình cứ tự tin mình làm đi, thì tự khắc sẽ có những người sẽ giúp đỡ mình để mình thành công. Anh tin là như vậy hả? Dạ. Hôm nay là em tâm sự với anh là được nhiều, được hết tất cả mọi thứ luôn. Okay. Thì mọi người sẽ hiểu thêm về em và biết thêm nhiều em. Anh cũng hy vọng là mọi người sẽ biết được cái shop cá cảnh Yến Yến phục hồi lại như thế nào và phát triển cái làm sao để mọi người có thể ủng hộ cho Yến Yến nhiều hơn, để mình có thể duy trì được về cái đam mê của mình, lo cho gia đình, lo cho hai đứa con của mình hả? Ok không Yến? Dạ. Hy vọng là lần tiếp theo sẽ được gặp lại anh ở một cái diện mạo mới. Trời ơi, có diện mạo mới đúng không? Hứa với em khi mà em mở shop cá cảnh ở dưới này mới phát triển, anh sẽ xuống đây, anh sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn có thể ủng hộ em. Dạ. Nhiều hơn để em làm một cái động lực gì đó để phát triển ha. Mà em kể anh nghe cái bất ngờ. Cái lúc mà anh vừa vô là em vừa về tới á. Ồ vậy hả? Là em phải chạy về bên cái nhà em thuê ở bển á, là chạy hơn 20 cây. Ở bển là có mẹ chồng của em ở bển. À vậy ha. Hàng xóm người ta điện cho em, người ta nói là cái nhà chập điện cháy. Ôi ôi vậy em hả? Về bển em giải quyết xong rồi chồng em kêu chồng em về sửa lo rồi. Vậy là may mắn gặp anh đó chứ. Nếu không mà anh vô đây không có em, không thấy em là chắc là anh mất tích rồi. Em vừa chạy xe vô em tính bấu cơm cho con em ăn á. Em đang cầm cái tô là anh vô luôn. Ok. Ráng đi, ráng rồi làm lại rồi mở lại cái tiệm cá nha. Dạ. Anh tưởng đâu là cái tiệm em nay là bự rồi, cá nhiều rồi, chứ hay ngày dẹp luôn mất tiêu rồi trời. Rồi sẵn rồi Thái đã nói với những cô chú anh chị, những anh em đam mê cá rồi, mình hỗ trợ như thế này rồi thì mình hỗ trợ cho bạn Yến Yến có động lực luôn đúng không anh em? Có, con cá lóc này là con cá lóc nghĩa tình đó. Con cá lóc tới 3 triệu 6 rồi nha anh em. Trời ơi, tuyệt vời quá. Thôi nói chứ là anh cho anh bắt tay em một cái nữa đi. Anh chúc lại sức khỏe cho em cùng với mẹ này, cùng với gia đình luôn. Chúc cho mấy đứa con em ngày một học giỏi hơn nữa ha. Dạ em cảm rồi, ơn. Ok, chồng mình cũng sức khỏe lại, đều tuyệt vời hơn ha. Dạ. Rồi, em có muốn nói điều gì nữa không? Em giờ thiệt tình là trong đầu nó... Em chỉ biết cảm ơn anh với cảm ơn mọi người thôi. Em hy vọng là lần tiếp theo anh em mình gặp nhau sẽ là em có một cái tiệm mới. Mọi người đang chờ đợi em lắm á. Nếu mà mọi người có thể giúp em mà em có thể phát triển được với những cái ít thôi, nhưng mà em có thể phát triển được cái đam mê của mình, em khẳng định được cho mọi người thấy, thì mọi người vô cùng là vui luôn, vui trong lòng á, vì mình cũng đã giúp được một cái người như bạn Yến Yến này. Anh nghĩ là như vậy ha. Ok nha, Thái cùng với lại bạn Yến Yến này cũng cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn những anh chị đồng hành cùng Thái để cho Thái thực hiện những video vô cùng ý nghĩa và vô cùng nói chung là tạo một cái cảm giác rất là tích cực cho tất cả các bạn, đúng không mọi người? Thái cũng chúc sức khỏe cho tất cả các bạn khi theo dõi video này. Đó, chúc một buổi chiều thật là mát, thật là năng lượng. Thái cùng với lại Yến Yến ha, xin chào và hẹn gặp lại nha Yến nha. Dạ. Ok Yến nha. Chào mọi người.